Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Chip Trần. Trong video ngày hôm nay, mình tiếp tục chơi series từ game Robbery Pop. Các bạn xem đó hay đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé. Và nhấn nhắn của chúng để nhận được những video mới nhất từ kênh của mình. Giờ chúng ta bắt đầu luôn nha. Ok. Rồi, video hôm nay mình tiếp tục so sánh hai nhân vật giữa Biffen and Don. Đó, và ở nhân vật Biffen thì mình sẽ chơi 4 màn. Còn ở nhân vật Don thì mình sẽ chơi 2 màn nha. Đấy, bởi vì số lượng vòng ở Robbery Pop 1 nó nhiều hơn. Robbery Pop 2 tới tặng là 50 màn. Đó, nên mình sẽ chơi và sắp xếp xen kẽ như thế này nha. Rồi, ok. Ở nhân vật Biffen này thì mình sẽ không sử dụng đạo cụ. Đó, và sẽ chơi 4 vòng. Đi lấy đồ và đi buffet nha, cho tăng thêm phần hấp dẫn. Rồi bên đây còn một hai món đồ nữa, chúng ta đã lấy đủ tất cả các món đồ. Bây giờ mình sẽ đi lên trên. Đây là cái lối ra của mình nha. Đấy, ok. Vòng này có tên là Secret Exit và mình đã hoàn thành được buffet. Tiếp tục, chúng ta xem nhân vật Don nha. Mình sẽ chơi level Secret Bay level 6 nha. Ở cái trường này chúng ta sẽ đi cùng với gã điên Casey Guy. Trong kênh của mình cũng đã đang làm về nhân vật gã điên này. Nếu mà các bạn muốn xem thêm thì truy cập vào kênh của mình. Đó, mình cũng đã làm vài video sẵn về nhân vật gã điên này. Ở nhân vật Don này thì mình sẽ chơi 2 vòng nha và không sử dụng đạo cụ để so sánh với nhau xem nhân vật nào di chuyển nhanh nha. Đó, nếu mà các bạn thấy nhân vật nào di chuyển nhanh hơn thì hãy comment phía bên dưới và bình chọn cho nhân vật nào di chuyển nhanh nhất nha. Rồi chúng ta để cho ông cảnh sát đi vào, mình sẽ đóng cánh cửa lại. Ok, tiếp tục công tác màu vàng. Rồi, mình đã lấy đủ 6 món đồ nha, bây giờ chúng ta thoát ra. Đấy. Rồi, chúng ta quay sang nhân vật Biffen. Vòng tiếp theo của tên là Going Up. Chúng ta đợi cho camera này quay lên trên nha. Đó, rồi. Tiếp tục, chúng ta đợi cho camera này quay xuống dưới, mình sẽ tắt cái tia laser màu xanh. Rồi, tiếp tục. Nếu mà chúng ta bị camera này quẹt trúng thì mình sẽ bị mất cái ngôi sao phát hiện nha. Đó, coi như chúng ta chỉ đạt được 2 sao. Còn nếu mà chúng ta lấy không đủ số lượng đồ vật hoặc là di chuyển chậm thì chúng ta mất thêm 2 ngôi sao nữa nha. Rồi, vậy chúng ta di chuyển xuống dưới này. Yes, đã lấy được hòm kho báu nha. Bây giờ chúng ta kích hoạt, bấm cái thang máy. Rồi chúng ta đi xuống. Ok, chúng ta đã hoàn thành vòng Gold Cup, tiếp tục là Buffet nha.
Rồi chúng ta tiếp tục quay qua nhân vật Don với vòng tiếp theo. Vòng này chúng ta có 1 phút 35 giây để thực hiện lấy 8 món đồ và vượt qua 4 cảnh sát. Đấy, đầu tiên vào mình sẽ kích hoạt cái toilet đó lên. Rồi. Và mình sẽ đợi cho cảnh sát đi vào, sau đó mình sẽ kích hoạt đóng cánh cửa lại. Không cho cảnh sát đi ra nha. Tiếp theo chúng ta lên đây kích hoạt một lần nữa để dụ cho cảnh sát thứ hai thì đi lên. Sau đó chúng ta đẩy cái thùng này chặn cánh cửa lại. Rồi chúng ta đứng ở đây nha. Mở to bản đồ và phiên xét. Rồi chúng ta đợi cho ông cảnh sát đang di chuyển bên dưới á, đi gần tới thì mình sẽ kích hoạt. Đó, để mình di chuyển xuống dưới là cho nó cùng cùng cái hướng mình với ông cảnh sát luôn nha. Đấy, ok, mình lấy được thành công. Rồi bây giờ chúng ta thoát ra. Rồi chúng ta còn hai màn nữa nha các bạn. Hai màn này là đều là nhân vật Biffen nha. Mình sẽ chơi thêm level 12 và level 13. Di chuyển lên trên nào. Đấy, đầu tiên chúng ta dịch chuyển qua bên này trước nha, để lấy cái chìa khóa trước. Tiếp tục chúng ta quay trở lại và đi lên cái căn phòng trên này. Trên này có một cái tủ đồ để chúng ta giải dạng thành ông nhà khọp nha. Đó, chúng ta cứ đi bình thường. Nếu mà chúng ta bấm nút chạy thì chúng ta sẽ trở về trạng thái ban đầu nha, làm Biffen nha. Rồi bây giờ chúng ta đi lên trên. Tắt công tắc TNT màu đỏ. Đó, xuống dưới này chúng ta có thể chạy được này. Ui. Đợi cho cái TNT màu vàng này tắt thì mình sẽ chạy lên nha. Rồi chúng ta đứng ở đây quan sát. Hiện tại đã có một nhà học đang đi qua này. Chúng ta đợi, đứng đây và đợi nha. Ok, chúng ta đi lên trên. Rồi, tiếp tục là mình đã hoàn thành cái vòng 12 này đó. Đẹp từ Perfect nha. Và chúng ta sang vòng level 13 có tên là Combat. Đây là màn cuối của video ngày hôm nay. Yo, let's go. Chúng ta đứng đây và đợi cho camera này quay xuống để chúng ta đi lên căn phòng tiếp theo. Ở đây có hai công tắc màu xanh và mình sẽ tắt hai công tắc này luôn nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển qua khu vực bên trái. Và này có thêm một công tắc màu vàng và công tắc màu đỏ. Ok. Xuống dưới này chúng ta lấy cái chìa khóa nha. Sau đó chúng ta đi qua bên phải lại.
lấy thêm một món đồ. Và ở đây có cái phòng thay đồ, chúng ta thay đồ thành âm nhạc học nha. Rồi, bây giờ mình sẽ thoát ra. Rồi, ok, vậy là mình đã hoàn thành video so sánh hai nhân vật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, nếu clip hay.